Mà chụp riêng xuống bóng bóng đọc nha. Chẳng chấm nói bây giờ có thằng này cứ dương nên dương khi nhìn ông bí Lazatis Anterogative kè. Mình nên thắc quân nền xùm đúa kè. Mình thân tư bà bóng bóng đọc này bình nất mơ cả lại nế. Dương cái khi thắc kè cứ tự xây bạp này cứ ư ơ ơ dương anh thật kè. Kè. Còn ta bóng bóng đọc này ai mơ mê riêng cả lại nế bình tích nằm bây chia chấm nói chọc đám. Hãy dừng xoay anh dùl bình tĩnh mà đó môn dừng cho tôi đó sử dụng rồi. Observe les phrases qu'elle ou qu'elle féminin ou masculin. Tu mets ta qu'elle babni ku masculin qu'elle deux l e féminin. Và tới tầng pin nó cứ ai cơ bà chân nạ. Anh chương dương mơ khli a qu'elle la ligne. Ta kè là cái là nâng cứ masculin là cái feminin. Phết pro là cái phết sợi. Dưới sự kết khuyên thật là linh cứ chỉ niệm phết sợi ai cơ bạch nạ. Được chứ này hỏi. Cái là nâng cứ dùng pra kè feminin. Ok. Je descends à quel âge. Âge nâng cứ non masculin. Niệm phết pro ai bạch nạ. Được chứ này dùng pra kè masculin. Kè phết pro được nha. Iru zus ca kala il rule il lực a chấm nu ai lật khang nè ai thở rập lửa như thế đó thì cái sự thở rập lửa nó việc làm nào cả đào mao phần man chẳng cái loại này dùng pra kel feminine sang cung gì hay đấy bạn dùng pra kel phết sợi ai bây giờ nó được sao ta er pra tham mao mao nó cứ chỉ niệm phết sợi hay ai bây giờ nó chẳng dùng pra kel được sao er ok chẳng nơi không đi nhôm trong chai rum lệ bông phôi đồng nhật ha cá prapra kẹt lắm tam bát tức kẹt bây giờ người gì mũi bắp cứ miên từng mũi miên từng kẹt cứ từ xe bắp nè còn tai để xa tai nơi không biết sao bằng cứ miên phải profit sợi miên ai bây giờ nào bao bây giờ nè để chia hai đầm rơi ở kẹt để giờ miên cứ lắm cứ việc prai pru từ tam niệm đại bia và chia này ơi. Vì bố kèl nâng bên kia chỉ quân là niềm. Quân là niềm hóa chứ quân là niềm sử dụng tiền. Chẳng là nếu chú rùm cứ tôi là tiền bóng cứ đau tôi đau thật bì. Chỉ biết xâm rạp chào xua mối. Bình chạy này ở niềm bì. Vì bố quân là niềm việc bình chạy này ở niềm. Chẳng những thương tôi là tiền bóng kèl nâng bên kia bì. Sử dụng phóng và chạy này ở niềm phóng. Chẳng xua thả bên nó dùng pra kèl masculine. Bên nó dùng pra kèl bạp nè. Thế nào? Chúng ta sẽ dùng bài hát năng cứ nửa phê là dùng bài hát chúng ta sẽ dùng niềm. Các nhóm ta sẽ dùng ăn những cái niềm nó bằng bộ tổng niềm. Niềm năng cứ niềm mấy cái niềm masculine tiệt. Âm năng cứ masculine đó. N cứ chỉ niềm nóng. Âm thì masculine. Ok. Hay S. S năng cứ sang cụ gì. Ok. Chúng ta sẽ đòi thằng khách đòi về nhà tới đồng bây giờ nghỉ dưới. Non masculin singulier. Mình đi bạn đi. Tại khi nó bao vùng cho ai nó cứ an s. Ok bạn đi. Chương ưu tiêu tha. Ok chấm nó tìm mùi. Ưu tiêu tha. Bắt đầu mắc nhầm nó ao đi hò. Bắt đầu mới thích cứ quy ớt. Được giờ ở bộ chú môi nóng nóng phê bì nắng ăn cú gì. Ok. Chỉ nhớ tôi sẽ cắt cứ ăn F. Ăn F. Mùi thịt kè bạn đi nóng mắt bì nắng kè như có hút bởi chân ạ. Chúng ta sẽ cắt áo từ ấn ấm bệ non masculine plural. Chúng ta sẽ kè là một chuyện cái bạn này non feminine plural. Chúng ta sẽ cắt áo từ ấn f bệ. Ok. Hãy lấy dùng mô tì hò mà đo mùi. Cô tiêu thà
bông bông tông nè, tiêu thà, lâu như mình tiêu hòn muối, tiêu thà, khi mình di thà, phơ mách bạc cao kia, clear muối, rồi cứ chơi bạc dụng sùng lúa muối, đàn miền kè, mà sử dụng sang cụ dưới nè khổ nông. Ủa tiêu thà, dương châu tập nông hãng, dương xu xong mô mình nữ nhé, chứ dương anh di thà kè lẻ, mơ mì, ok, mẹ thà miền mông mà hộp ếch là, ok, đồng nếp. Chứ dương khơi, hãy để mình dương bà kè masculine để xa thơ mơ nuy, cứ lơ mơ nuy. Mơ nuy nơi bên nước cứ chân niếm phê pro ai kè bà chân nạ. Chẳng hãy dương bà kè masculine sang cùng dưới đức nìa. Bông bó tông nìa. Đức nhóm bàn dưới kháng nam chẳng kè tu nà tì vi cứ bì nơi bên đi. Chỉ bịa dùm rạp chào xuống thì muối. Thì bì cứ chỉ quân niếm cứ viết bà chạy này là niếm. Cái này việc bị chạy này nếm cứ việc prai vô tử tam nếm mày. Nếm phê pro ai bị chạy nạ. Được chứ này kè đi ạ. Việc bị chạy này là nếm nữa. Trời ta phê pro ai bị chạy nạ được kìa. Ok. Kè này là mưu nhì. Chúng ta tìm bì. Kè phê mì nàng bình. Ủa thì hả ta. Kè là. Kè là. Kè là. Là mình là ta mong phần màn hai. Ta mong phần màn hai. Sự thật hãy đi mình dùng bà kèl phía sợi ai bởi chân ạ. Để xa ta ơ nè. Ơ khá nâng cứ chìa niêm phía sợi ai bởi chân ạ. Chẳng hãy mình dùng bà kèl lơ ai tì lửa. Ta mong bỏ màn hai. Ok. Chẳng hãy bà to tiết cứ đi mình kèl. Cứ dễ non masculine. Cứ dễ. Ủa tiêu hòa thang. Ok. Sống. Thế giờ. Ủa tiêu thật ta là bài anh ta ghé mấy tới đá đá anh chủ chất đá anh chủ chất lê như chẳng màu chân cả lãnh dương pra kè masculine plural mù là hát dơ dơ cứ chân niêm phê pro ai phê hô bởi dân nạ được chân hỏi còn là niêm kè này cứ vì bởi chạy này niêm dơ nữa chân vì pra pro tự tạm niêm nâng chúng bông phồn nó bây giờ chúng phụ lùm hát tệ tốt là nâng kè của bình kè nâng á nhưng mơ tới lên niếm má này bây giờ niếm nó phết pro ai bây giờ nạ nhưng pra kè là phết pro ai bây giờ nạ tại bây giờ như bà hụ pra bà hụ tàm nâng mà ác khó tế nâng nên cái chỉ cần lưu tàm nên nó bà tốt tiết tư kè phê mình nâng sang cụ ở phía dạ chúng bà tiêu thá kè xe ok xe prefer đi chứ xin muốn số thật ta một buổi chiều với class đấy để nhận sản lan để nhận châu trận ok ta một buổi chiều với class để nhận sản lan để nhận châu trận nên trước ba lần median cao những cơ quan nó bong bong vô là nó trong ông pi sinh nhan nó bảo vệ ba lần thứ cứ vô ban hai và ta nhâm trong bậc trẻ thích để sao tại class bong bong nó vô dần lòng bà sân chia ok bà sân chia bài này bông bồn sắp tới bông bồn nó đưa ra khơi khơi bài này kè là ok kè là hả bông bồn khơi bài này cái dương an thật kè là được nhỉ phần tác kè là cái này mình mến mình ấy kè là khẳng lưu này thì mình mang bên đây ba mươi tỷ kè khẳng cầm này cứ một pí cứ bột chùm môi nó a cứ một pí cứ này bột chùm môi nó l rồi hai bên tới chia l chứ không chỉ làm cái gì nữa không chỉ làm chùm môi nó kè phải mình đang sang cứ chỉ khẳng lớn này dùng miễn tiền ưu tiên tha kè khẳng lớn nó mà sân chỉ tới chia ai đi với cái gì Kelvin Kelvin nè thằng bị mờ, ok, hai chấm kè một tiệt, có không ai chịu làm việc này, bây giờ dùng khuyên kiến xây bài này, xong là ok, chấm kè cái là này có mình mẹ mình nên được chữ kè plus giờ là không đi đây, chấm kè cái là này cứ được như thế, để sao tại vì bài này dù giờ đi máu bị tới chia bạc năng hai
lớn đi bong bóng này sạc pin mưa lùng hạt khăn này đòn mớ ta bong bóng này ai thưa bà nếp nằm bây giờ anh vật chạy sẽ nằm đòn tớ nó tiên là clear đi mùi à bong bóng đại kê đi giáo kè kè rồi có kè linh nha chứng dùng pra kè masculine và kè feminine chứng cả này đi cái lứa cư này đòn nhớ mơ bị linh nha nhỉ linh cư trên niệm phép rồi niệm phép sợi chứng bây giờ thần linh cứ là linh nhỉ chứ dù pra kè phê mình nào chứ mức liên về thì đi giá mức kia thật bus kè bus ici kè ok phê mình nào phụ giá ici chứ nó số thang cái lái nó dù pra kè mùi nhà bus chứ thật dù dân bus cứ lưu bus mới thật làm cong rồi dân cong đó hay bước cứ việc bị chọc để à ai bị chấn nặng có bản năng có bị chấn nặng có bản năng và ta dựng đăng thá bù nửa bên nó cứ trên niệm phết pro để chúng ta cứ dùng pra kè feminine pluriel và xong tục kè masculine pluriel để niệm pra kè bạp nhẹ bọc on để sao để bù nó cứ trên niệm mấy cái non masculine ok nhưng chứ là lớn nhỉ để sao ta ấy để sao ta lính lính nó cứ non feminine ok chúng là được nhưng mà phải chạy chứ nhưng mà sống khăn chứ quan niệm nó niệm phép pro niệm phép sợi phần năng thì chắc đã ra chắc không thì nhưng mà khăn cầm mét khâu nhưng đang từ mét khâu cứ chỉ niệm phép pro ai bây giờ nào ai bây giờ prakal lên tờ ai giờ đề mở đề khui rưỡi cứ là khui chứ giờ prakal nhá nhưng mà lấy cắt xì cứ lấy cắt xì niệm phép pro chứ giờ prakal bạn đi cứ rút chia sẻ bắt đầu hỏi chẳng là tôi bóng phố thông đi vô nơi rút của môn là chúng ta ai bắn nhé cứ ai chào dùm nguồn nông bàn hỏi ai vô bị chụp lại về chụp có cả nông bàn hỏi chẳng là nơi video bật tốt chứ cứ nhầm năng lực dọc ông masculine feminine de profession mê thang giấy bì à chip mộc rộng bò ná à phê pro phê sợi ưu thế thang chanteur chanteuse nè chùm riêng pro nè chùm riêng sợi vendeur vendeuse ưu thế thang ministre được nghĩa ở prai pro thế nhé chẳng là dân lục ở tập học này.